Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô một chú gấu đang ăn mật ong. Mọi người cùng hóa trang xem mình hoàn thành cách chơi như nào nha. Xin chào tất cả mọi người, kênh Cung Xanh của mình. Hôm nay cùng mình tôi Cung Xanh con rồng đang ôm quả bóng, cùng xem thành quả của mình sẽ tôi Cung Xanh như thế nào. Con rồng mình sẽ tô màu hồng, quên màu xanh biển. Quả rồng mình sẽ tô là quả chúng mình sẽ tô là màu vàng. Thank you.
mình sẽ bức tranh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn mọi người những video tiếp theo nha.